À, xin chào các bạn, thì hôm nay mình lại lên nóc nhà nha các bạn. Đó, ngày hôm nay mình lên nóc nhà, mình thực hiện thử thách 24 giờ nha. Thì hôm nay mình đã dựng một cái lều đó các bạn. Cái lều mình lên trước mình mua trên Shopee đó. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái lều này và mình sẽ ở trên nóc nhà 24 giờ nha các bạn. 24 giờ nhưng mà ở trong nhà và mình ở trong cái lều nha các bạn. Mình sẽ không ra khỏi lều nha. Gọi là thực hiện thử thách 24 giờ trong lều mà ở trên nóc nhà nữa đó các bạn. Đấy, thì ở đây thì mình đã dựng sẵn cái lều nha các bạn. Mình đã dựng sẵn cái lều rồi. Cái lều này thì khá là nhẹ luôn các bạn. Chính vì vậy thì ở trên nóc nhà giỏ cũng khá là to á. Nên là mình đã gọi là cố định lại nha các bạn. Mình đã sử dụng dây thép này và mình cố định lại những cái chân này lại nha các bạn này. Đó. Mình sử dụng mấy cái sợi dây này các bạn này, cố định lại để tránh cái tình trạng là giỏ nó thổi bay cái lều á. Nè cho các bạn xem nè, đó mình đã dựng sẵn nha. Để gọi là tránh tình trạng là mất thời gian nha các bạn. Đấy, ở trong này thì mình đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong nha. Đó, ở đây các bạn này mình đã gọi là đóng một cửa. Mở này ra nha. Đó, bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong xem mình đã chuẩn bị những gì cho cái cuộc thử thách 24 giờ lần này nha các bạn. Đó, ở trong thì cái lều của mình nè các bạn. Lều của mình là gọi là có hai cửa luôn. Thích đi bên nào đi nha các bạn. Bên này một cửa này, và bên này một cửa đây các bạn. Đó, thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem mình đã chuẩn bị những gì nhá. Ở đây thức ăn, thức uống này các bạn này. Thức ăn thì mình đã sử dụng mì tôm nhá. Mình lại tiếp tục sử dụng mì tôm nha các bạn, cho gọi là cho dễ ăn. Nước này, sữa này các bạn này. Sữa, bánh này. Đó, và thạch rau câu. Ở đây thì mình chuẩn bị sẵn một cái tô các bạn nha, một tô để ăn mì này và một đôi đũa. Thêm đây là cái bóp đèn răng nha các bạn, bóp đèn răng và một cái thỏi kem đèn răng mini ấy. Đây, đây là cái này để mình nấu nước nha các bạn. Ở trên nóc nhà các bạn biết sao, ở trên nóc nhà mình thì gọi là đã có cái bồn nước rồi, chính vì vậy thì mình sử dụng nước trên này các bạn, mình nấu lên để mình ăn với mình uống nha. Còn sữa này các bạn này, sữa này thì mình mang theo thì gọi là tẩm bổ thôi. Ở còn nước mà nước sinh hoạt thì ở trên nhà, nóc nhà này của mình đã có một cái bồn nước rất là to rồi. Ở đây này các bạn này, ở đây mình đã sử dụng nó là một cái tẩm thảm nha các bạn, để mình lót cho cái khỏi cái tình trạng là các bạn thấy không, cái nóc nhà của mình là thường có những cái lườn sóng như này, mình khi mình nằm ngủ thì rất là đau luôn, rất là đau lưng luôn các bạn. Chính vì vậy thì mình sử dụng cái tẩm này nha các bạn, là gọi là hạn chế bớt nha. Ấy mà sử dụng thêm một cái gỗ nha các bạn, để gọi là kê đầu. Thì hiện tại các bạn biết sao, ở trên mình á gọi là nóng lắm, thời tiết bây giờ là nóng lắm các bạn. Chính vì vậy thì mình ngủ mình cũng không cần gọi là đắp chăn nha. Đấy, nói chung là buổi tối mình ngủ cũng không cần đắp chăn nhiều đâu các bạn. À các bạn này, trên này thì mình đã chuẩn bị sẵn thêm một cái bóng đèn nha các bạn. Đó, này ở đây còn một cái công tắc này. Đến tối là mình sẽ bật lên nha, mình sẽ bật lên cho các bạn xem này. Đó, sẵn trưng luôn nha. Rồi, tắt đi. Đó, ở trên này thì có một cái lều của mình á, có lều của mình thì nó có một cái tấm che ở trên các bạn. Vào mà trời mưa thì mình sẽ che nha, còn trời nắng thì mình để như này cho nó mát nha các bạn. Họ giỏ lùa vào nó mát. Đấy, nói chung thì thực hiện thử thách 24 giờ ở trong cái lều này các bạn thì mình nghĩ thì cũng khá là đơn giản. Mình chỉ sợ nhất đó là trời nắng nóng đó các bạn, tại vì hiện tại bây giờ nắng nóng rất là ghê luôn mà không biết là vào thời điểm nắng nhất là vào trưa ngày mai đó các bạn. Trưa ngày mai thì không biết mình có chịu nổi hay không. Tại vì mình lựa chọn đây là ở ngay gốc cây mít này các bạn này. Đó, ngay chỗ một cây mít luôn. Còn nếu mà gọi là nắng quá các bạn thì mình sẽ tìm một cái bóng mát để mình chui vào nha các bạn. Đấy, nói chung là ở trên nóc nhà nhưng mà có thêm cái bọng cây này cũng đỡ một phần nào. Đó, ở đây này các bạn này, ở đây là gọi là cái mải để mình che cái này lại này. Đấy, thì mình sẽ cố gắng ở trong này 24 giờ nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hiện tại là bây giờ mấy giờ nha các bạn. Có điện thoại mình để ngoài đây rồi các bạn. Đây. Ok. Hiện tại là 16:09 nha các bạn này, 16:09 nha, thứ 6 ngày 5 tháng 6. Đó, thì mình sẽ gọi là thử thách ở đây đến ngày mai nha các bạn nha, vào ngày 6 tháng 6 vào 16 giờ nha các bạn. Mình làm tròn luôn là 16 giờ nha. Đó, thì mình sẽ ở đây đến ngày mai nha các bạn. À các bạn, hiện tại thì mình đang có gọi là có cái dịch vụ cày thuê ặc Liên Quân nha các bạn. Đó, gọi là bạn nào mà có nhu cầu và cày thuê á, mọi ranh luôn nha các bạn nha, ranh cao thủ này, ranh tinh anh này, bạch kim này, kim cương này các bạn. Nói chung là tất cả các loại ranh luôn, thì mình hiện tại đang có nhu cầu để cày nha các bạn, gọi là để kiếm thêm một chút ít nha các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình nha các bạn. Ủng hộ mình, nói chung là uy tín 100% nha. Đấy, thì các bạn liên hệ qua cái số điện thoại đó là Zalo nha các bạn. Zalo đó là 0352102665 nha các bạn. Thì cái số điện thoại này thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả đó. Nếu các bạn add, nếu các bạn mà có cái nhu cầu mà cày ranh thì các bạn add cái số Zalo này vào nha, và liên hệ với mình nha các bạn. Rồi thì nói chung thì thực hiện thử thách 24 giờ thì cũng không có gì các bạn. Ở đây thì nói chung là cứ ngồi trong cái lều này đến 24 giờ thì mình sẽ kết thúc nha. Thì bây giờ thì không có việc gì làm các bạn, thì thôi mình chơi game đi các bạn nha, mình chơi Liên Quân đi, cày vài vạn Liên Quân nha. Đó, thì
Định tuổi các bạn, định tuổi thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn. Xong để sẵn mai bắt đầu mình lại quay cho các bạn xem, xong định trưa mai bắt đầu mình quay cho các bạn xem. Tránh cái tình trạng đó là nói chung là mình cập nhật liên tục các bạn, tránh cái tình trạng là các bạn nói mình đi xuống về nhà đi ngủ đó là không thực hiện đúng thử thách 24 giờ. Thì mình cam đoan luôn các bạn là mình sẽ thực hiện đúng nha các bạn đó, mình sẽ thực hiện đúng thử thách 24 giờ ở trên cái túp lều này luôn nha các bạn, ở túp lều lý tưởng của anh và của em á. Nhưng mà hiện tại thì còn một mình thôi, thì mình sẽ ở đây đúng 24 giờ nha các bạn. Hiện tại là 18 giờ 58 phút rồi nha bạn, đó là 7 giờ rồi các bạn, 7 giờ tối rồi. Các bạn xem này, bên ngoài tụi thui rồi nha. Đây. Tụi thui rồi nha các bạn, hiện tại thì mình vẫn đang ở trên nóc nhà nha. Ở đây các bạn này cho các bạn xem này, khi mà cái lều của mình á, cái lều của mình mà mình bật điện lên các bạn nhìn thấy rất là sáng luôn. Những con muỗi các bạn, hiện tại thì muỗi hoặc là những cái con côn trùng về ban đêm á thì nó đang gọi là thể ánh sáng nó đang bu tới các bạn đó. Mình phải di chuyển vào bên trong nha các bạn, và mình sẽ đóng cái cửa đây lại nha, tránh cái tình trạng là nó những cái côn trùng nó bay vào nha các bạn, giống như muỗi á, muỗi nó bay vào nha. Ở trong này thì mình đã bật điện là rất là sáng rồi. Này các bạn này, theo đây là còn một con muỗi này đó, các bạn nhìn thấy con muỗi không? Đây rất là nhiều luôn các bạn, có thể ánh sáng là nó bay vào á. Các bạn biết sao, hiện tại thì tối rồi và mình đói bụng, nhưng mà mình anh chế mì tôm mình ăn các bạn, thì mình phát hiện ra đó là lúc hồi chiều các bạn, mình quên là mình không lấy nước các bạn. Ở trên nóc nhà này thì có một cái bồn nước rất là to luôn, nhưng mà mình quên ra đó lấy nước các bạn. Trước khi mà thực hiện thử thách thì mình quên đem nước vào đây đó, mình cứ nghĩ là mình thực hiện thử thách 24 giờ trong nóc nhà, nhưng mà không phải các bạn, mình thực hiện thử thách 24 giờ trong cái lều này các bạn nha, trong cái lều này và ở trên nóc nhà đấy. Thì bây giờ gọi là không có nước để nấu mì tôm các bạn, nên là đành phải ăn mì tôm sống. Ăn mì tôm sống và uống sữa nha các bạn. Đó, các bạn thấy khổ không, một sai lầm nha bạn, hồi chiều mình quên mất, mình quên là mình không lấy nước. Nhưng mà không các bạn không sao, ăn mì tôm sống này, ăn mà hồi ngày xưa mình cũng hay ăn các bạn, rất là ngon không? Mì tôm sống mình bóp ra các bạn, bóp gọi là nó vỡ ra hết á, gọi là nó nhỏ ra, xong mình chẻ thêm cái gọi muối vào các bạn, ăn rất là ngon đó. Cái này ngày xưa cũng là một món ăn vặt của mình đó các bạn, ngày xưa là mì tôm mà dạng gói mà giấy các bạn, đó giấy á, chứ không phải là mì tôm mà cái dạng bì ni lông như này đâu, nó ăn khá là ngon luôn các bạn. Ở hiện tại đói bụng quá thì không pha mì ăn được nha bạn, tại vì không có nước. Ok, ăn làm nhá, toàn xong mình ăn mì sống xong mình uống thêm nước này bạn nè, và nó nở ra là no nha các bạn. Đấy, hiện tại là 7 giờ rồi thì mình ăn tối nha, ăn tối xong thì mình tiếp tục ở trong này các bạn, nên ở trong này định sẵn mai. Các bạn này, hiện tại thì muỗi nó bay càng nhiều nha các bạn, nên là mình không mở cái này ra nha bạn nha. Trời khá là nóng luôn, nên là mình tạm thời mình để cái tấm lưới này bạn nhé, nếu mà trời tối ấy, mà lạnh ấy, thì mình sẽ kéo cái tấm ở bên ngoài lên cho nó ấm các bạn. Ở trong này thì mình thấy là không có gió lùa vào các bạn nhé, nếu mà mình đóng kín như này thì không có gió lùa vào. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn nha các bạn, ăn xong đó thì tầm khoảng nửa đêm á, nửa đêm thì mình sẽ gọi là dậy nha các bạn, dậy điểm danh nha các bạn nha. Đó là mình sẽ không xuống dưới nhà ngủ nha các bạn, mình sẽ thực hiện thử thách 24 giờ trên nóc nhà thì mình sẽ ở đây luôn nha các bạn nha. Hiện tại là 23 giờ 52 rồi nha các bạn. Đó. Thứ sáu ngày 5 tháng 6. Đó, hiện tại thì gần đến 12 giờ các bạn. Hiện tại thì xóm mình người ta đi ngủ hết rồi. Đấy, mình nói mà những con chó hàng xóm nó nghe tiếng nó sủa luôn kìa các bạn. Đó, nói chung là tối rồi nha các bạn. Mình vẫn đang còn ở trên trong cái lều này nha, mình vẫn đang còn cái lều ở trong cái lều ở trên nóc nhà nha các bạn. Nó nhỏ con chó nó sủa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là đóng cửa lại nha. Đóng cửa lại và mình ngủ nha các bạn. Nói to quá, con chó hàng xóm nó nghe luôn các bạn. Thôi các bạn nghe không? Nghe chó sủa không? Hiện tại thì nói chung là ở trên mình á là rất yên tĩnh luôn. Mình nói nhỏ thôi nhưng mà những con chó nó vẫn nghe các bạn. Nó sủa kinh khủng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi nha các bạn. Rồi sáng mai mình sẽ quay các bạn xem tiếp nha. Chứ nói nhiều quá thì mà con chó hàng xóm các bạn nó lên tiếng rồi. Nha. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye. Các bạn ơi, 16:08 rồi nè. Đó, vậy là mình đã sắp hoàn thành được thử thách 24 giờ nha các bạn, chỉ còn 1 phút nữa thôi là 16:09 nữa các bạn. Đó, 16:09 là mình sẽ thử thách hoàn thành thử thách 24 giờ ở trên cái lều này các bạn nè. Đấy. Thì nói chung thì ở trong cái lều này thì cũng khá là đơn giản các bạn, nói chung là không có gì khó khăn cả. Chỉ khó khăn là lúc tối mình ngủ các bạn này, cái này lường sống á. Với lại cái tấm thảm của mình các bạn nó mỏng quá nên là nó hơi đau lưng một chút xíu, nhưng mà không sao các bạn, ngủ rất là ngon luôn.
ngủ trong cái lều này. Nói chung là vỏ bên ngoài rất là lớn nhưng mà vỏ nó không lùa được vào bên trong các bạn. Nói chung là trong này cũng không còn muỗi luôn. Đó, rất là sướng luôn. Thì ngày hôm nay các bạn nắng nhưng mà mình ngồi đây này, có một cái cây mít ở đây này, nên là nó cũng khá là mát nha các bạn, gọi là tránh nắng được phần nào. Đấy, thì thức ăn thức uống thì mình nói chung là ăn cũng khá là nhiều rồi các bạn. Ăn mì tôm, ăn bánh, uống sữa các bạn. Đấy, thì mình cũng nói chung là cũng gần hoàn thành rồi. Đây, 16:09 các bạn này. Vậy là mình đã gọi là hoàn thành xong thử thách 24 giờ, đúng 24 giờ luôn nha các bạn. Ngày hôm qua là mình 16:09 đúng không? Thì ngày hôm nay cũng là 16:09. Thì video của mình cũng đã đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn mà yêu quý mình thì hãy để lại cho mình một like nha, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Lần sau thì mình sẽ cố gắng làm những cái thực hiện thử thách 24 giờ khác hay hơn. Đấy, còn bây giờ mình xin chào nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh nha.